Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 2021, mình tiếp tục cập nhật về tình hình dịch Covid trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ra sao. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Y tế số 91 trên TC gạch nối SIT Sóc Trăng ngày 20 tháng 10 2021 thông cáo báo chí về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 từ ngày 27 tháng 4 2021 đến 15 giờ ngày 20 tháng 10 2021 cụ thể như sau. 1. Số ca mắc mới trong cộng đồng. Số ca mắc mới trong ngày 148 trường hợp, bao gồm huyện Trần Đề 37, thị xã Vĩnh Châu 30, huyện Châu Thành 17, huyện Kế Sách 16, huyện Mỹ Tú 14, huyện Mỹ Xuyên 13, thị xã Ngã Năm 8, huyện Thành Trị 5, huyện Cù Lao Dung 5, huyện Long Phú 2, thành phố Sóc Trăng 1. Trong đó, 34 trường hợp F1, 50 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó, 48 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và 16 phát hiện trong khu vực cách ly phong tỏa. Số ca mắc dồn đến thời điểm hiện tại là 3.895 trường hợp, trong đó huyện Trần Đề là 1.265, thị xã Vĩnh Châu 862, huyện Mỹ Xuyên 546, huyện Mỹ Tú 303, huyện Kế Sách 225, huyện Thành Trị 161, thị xã Ngã Năm 161, huyện Châu Thành 143, huyện Long Phú 97, thành phố Sóc Trăng 72, huyện Cù Lao Dung 62. Số ca khỏi bệnh, xuất viện trong ngày 23. Số ca cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 1.589, 3. Số ca tử vong trong ngày 3, cộng dồn là 31, 4. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại cơ sở y tế là 2.275, 5. Tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi trên dân số trên 18 tuổi là 78,87%. Tỷ lệ được tiêm đủ 2 mũi trên dân số trên 18 là 5,03%. 6. Bà con từ các tỉnh, thành phố Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã phường, thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. 7. Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, không chủ quan, lơ là, chỉ ra ngoài, khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Cài đặt ứng dụng BC COVID để có mã QR, tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế, bác sĩ Trần Văn Khải. Rồi bây giờ Cuộc Sống Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Và hãy đón xem những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Bye bye.